nó đang quay lại test lại cái 720 ạ. Nó vượt qua 720 xong rồi thì bắt đầu nó kiểm đếm lại 720 ngay trong phiên luôn. Cái điểm này thì khá là tích cực và là một điểm thường trong cái thị trường mà đang xu hướng đi lên đó. Thường thường là như vậy á. Bởi vì nếu người nào mà quan sát thật là kỹ thị trường á thì sẽ thấy cái việc kiểm đếm mà nó không kiểm đếm trong phiên sau mà nó kiểm đếm ngay lập tức ngay trong phiên luôn, tức là vượt 720 và quay lại kiểm đếm 720 luôn. Thì đó là về mặt chỉ số thị trường. Còn đó là cái chuyện mà nó hay nói chung nó gọi là thường thấy á, thường thấy. Thường thấy tính tính táo hơn á thì sẽ nhìn thấy các cổ phiếu ngành băng vẫn khá là mạnh, đặc biệt là SHB là lead 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 hiện tại SHB là lên rất là mạnh, STB lên cũng khá là mạnh. ACB thì khả năng là sau khi khớp 6 triệu rưỡi xong thì sẽ có một đợt khớp mạnh về để đủ số lượng á. Phiên này là cái phiên 10 triệu cổ phiếu ACB về, 10 triệu cổ phiếu BIDV về. Nên hai cái cổ phiếu này đang là cái câu chuyện khá là vui, nhìn khá là vui mắt. Tại vì mỗi ngày có một cái game vui để nhìn. Thì đó là hai cổ phiếu đó. Đặc điểm nữa là có một cổ phiếu mà hôm nay là media họ họ truyền thông mới đưa tin ra để gây ra cái tiêu cực để kéo thị trường thì giảm lại. Đó là việc mà bên Bảo Việt á thoái Sabico, đúng không anh chị? Cái này là cái thỏa thuận này đã xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 3 rồi, nhưng hôm nay media nó mới đưa tin ra, nó hù các anh chị đấy anh chị, chắc chắn luôn anh hù các anh chị đấy. Bởi vì xong rồi, thương vụ này đã giao dịch rồi. Hôm nay thì khối lượng của Sabico giao dịch cũng khá là tích cực trong mấy phiên gần đây, và đặc biệt Sabico đang giảm 2.000, đang giảm 2.000, ép chỉ số xuống, ép chỉ số xuống. Đó là một. Thứ hai nữa, khả năng chiều nay thì các cổ phiếu mà chứng lại một khoảng thời gian lâu, ví dụ Đất Xanh, Hòa Bình thì khả năng là sẽ tích cực hơn, sẽ tích cực hơn. Ngành thép thì giống như dự báo rồi, nó tích lũy đủ thì nó đang có dấu hiệu ổn lại rồi, tích cực hơn rồi, nhưng mà chưa thể hiện thấy một cái dấu hiệu về khối lượng đủ lớn, đủ lớn. Hoa Sen và Hòa Phát đang khá là tích cực, đang khá là tích cực trong một khoảng thời gian tích lũy khá là dài. Ngành cao su tự nhiên thì với phiên hôm qua tăng ấu thì hôm nay chứng lại và đang có dấu hiệu giảm. Thực ra thì nếu anh chị nào tinh hơn á, thì nhìn về giá cao su á, thực tế media họ họ luôn PR rằng là giá cao su tăng, nhưng mà họ nói không đúng, không đủ và không hết. Giá cao su, giá mủ cao su tự nhiên á, có một thời kỳ mà lên 350 yên Nhật một tấn, nhưng hiện tại nó chỉ còn 250, tức là nó giảm 100 yên Nhật á, nhưng ít người nói đến với anh chị. Còn cái việc mà HAG với HNG tăng á, thì cái này chắc là phải bắc thang lên hỏi ông trời. Bởi vì hỏi hỏi dân phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì cũng bó bó tay luôn, thì chỉ có nước bắc thang của hỏi ông trời thôi. Thực tế thì cái câu chuyện mà bò của Hoàng Anh nhé, bò của Hoàng Anh nhé, cũng năm ngoái bằng cùng kỳ năm ngoái thì nói là Hoàng Anh Gia Lai làm bò mỗi ngày là thu về 1 tỷ tiền phân bò, bán phân bò ấy. Năm nay thì media đang đưa ra câu chuyện là Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng, nghe nói là ông trồng cả Thăng Long hay sao á, nhưng mà câu chuyện chúng media nó đang đưa ra đó là Hoàng Anh Gia Lai trồng dưa leo, trồng 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 chanh 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 leo, mỗi ngày kiếm được 25 tỷ. Mình nghĩ bụng, báo mẹ này nó làm đủ thứ trên đời, mà cái thứ gì nó làm là hư thứ đó, mà làm lớn mà lại làm hư nữa. Nó giống như là trẻ con mà chơi đồ hàng ấy, cứ làm xong cái là hư hư xong đấy kiếm cái trò khác chơi, em chả thấy có ý nghĩa gì hết á. Bởi vì về mặt cơ bản, dân phân tích cơ bản đố mà phân tích được luôn Hoàng Gia Lai đấy, ông nào phân tích được xưng tên giùm em cái, chắc chắn không có ông nào phân tích được luôn, tích bằng vào mắt. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, ngay cả như Sacombank á, anh chị thử phân tích giùm em cái xem nào, em đố luôn đấy. Sau khi mà Sacombank mà sát nhập với lại Phương Nam á, anh chị nào mà phân tích được Sacombank em phục sát đất,
chắc chắn luôn, không bao giờ phân tích được luôn, khó phân tích lắm. Thì những cổ phiếu đó vui lòng các anh chị đừng có hỏi em, bởi vì em cũng không biết. Nói chung là trả lời một câu rất đơn giản luôn, với những cổ phiếu đó là không biết, bởi vì là không phân tích được nên trả lời là không biết, đúng không anh chị? Đó là vài cái cổ phiếu mà mang tính chất đầu cơ cao á. Hàng đầu cơ thì có vẻ là đang rút lui để thay thế vào hàng cơ bản. Theo các anh chị là kinh nghiệm thì chu kỳ thị trường á, nó thường hay là giai đoạn đầu năm á, nó ít tin á, thì hàng đầu cơ lên ngôi. Nhưng mà bắt đầu khi mà có kết quả kinh doanh quý 1 và bắt đầu các kết quả kinh doanh á, thì bắt đầu hàng cơ bản, hàng mà fund nó nắm á, các quỹ thường hay chơi những hàng cơ bản á, thì bắt đầu từ hết kết quả kinh doanh quý 1, tức là hết quý 4 á, thì bắt đầu các hàng cơ bản sẽ bắt đầu lên ngôi. Thì bản chất thị trường nó phải là hàng cơ bản, chứ còn đầu cơ nó chỉ tranh thủ thôi. Thì khả năng là anh chị đang nhìn thấy những cái câu chuyện của hàng hàng cơ bản nó đang 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 ổn ổn định hơn, nó đang ổn định hơn. Có người đặt câu hỏi với em là Thắng ơi Thắng, sao mà con SHB giá nó có 5.000 mấy mà con STB giá nó 11.000? Thế này chắc là con SHB mà nợ xấu với lại các thứ ở trong trong nó phải gấp đôi cái con STB á. Em nói thật với anh chị là cái vụ này em thua luôn, em không biết thế nào cả. Bởi vì cái dữ liệu ngành ngân hàng á, thì thực ra là nói là tiếp cận với dữ liệu ngành ngân hàng mà dữ liệu đúng á, dữ liệu mà em thống kê mà em update trên Facebook á, là chỉ là dữ liệu công khai thôi. Còn dữ liệu đúng về nợ xấu và dư nợ á, thì thưa với các anh chị là nói thật, thật tình, chân tình mà nói luôn là rất khó tiếp cận. Rất cực kỳ khó tiếp cận, nên anh nào mà dân bảo analyst phân tích ngân hàng mà phân tích nó đâu vào đấy mà nó rõ ràng, nó đúng chúng á, thì em nghĩ là chắc khó, hơi khó. Thậm chí như một số cái dữ liệu liên quan tới huy động và cho vay còn có khi còn chưa đúng nữa, đừng nói đến vấn đề là nợ xấu. Bởi vì nợ xấu thì nợ xấu, nhưng mà nhiều khi các ông bảo hay nói đùa bảo nợ xấu hay là xấu nhưng mà cơ cấu nó đẹp, không có đâu. Nợ xấu là nợ xấu. Nợ xấu thì phải trích lập dự phòng. Nợ xấu tức là do làm không chưa tốt, chưa đúng, chưa trúng, chưa hợp lý thì nó thành nợ xấu. Cho vay mà kiểm định, tức là kiểm định cái tài sản đảm bảo nó không hợp lý thì nó thành nợ xấu. Cho đối tượng vay mà không đủ tiêu chí để vay thì nó thành nợ xấu. Và tóm lại là tất cả cái xấu đó đều do làm chưa đúng, chưa trúng, chưa hợp lý nên nó ra xấu thôi ạ. Và cái xấu bây giờ thì còn ít, mà cái xấu mà xử lý cái xấu ngày xưa nó nhiều. Nên cái vấn đề ngân hàng thì thực ra anh chị nào mà tinh tính thì sẽ nhìn ra được những vấn đề, cái gì đúng, cái gì trúng. Tất nhiên khi mà dòng ngân hàng nó tăng thì chả thoát được con nào là không tăng đâu anh chị. Con nào nó cũng tăng, nó tăng cả đám luôn. Nhưng tăng đến mức độ nào đó, đến giới hạn nào đó hợp lý thì nó sẽ đúng hơn. Còn cái câu chuyện mà media mà vẽ ra câu chuyện là có một nhóm nào đó vào tái cấu trúc ngân hàng Sacombank này, đồn là anh Thành rồi này kia, đồn đoán là chuyện vớ vẩn. Ông nào dám đứng lên tuyên bố media nói câu chuyện đó giùm em xem nào. Chắc chắn ông nào dám nói đâu. Tất cả đều là báo, gọi là báo bây giờ. Thưa với anh chị một cái thứ nữa là nói để hiểu luôn á, đó là cái dòng báo Nhà Đồng Hành này, báo Cà Phê F này, một số báo á, nó chỉ là báo điện tử thôi nha anh chị. Báo điện tử á, nếu theo đúng như Bộ Văn hóa Truyền thông quy định nhá, thì các cái báo internet á, báo mạng á, cái chức năng của nó không thể là giống là không được cấp phép giống báo 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 gọi là báo chính thống theo báo giấy đâu anh chị. Bởi vì anh chị cứ để ý coi các cái bài viết của nó chẳng theo quy chuẩn nào hết á. Và cái chuyện mà kiểm duyệt cái vấn đề này cũng là một vấn đề đau đầu nhức nhối của xã hội đấy anh chị. Nên nhiều lắm khi có một câu chuyện khác, đó là cái gì á, tự do về báo chí. Nên mà sao Việt Nam mình lại không có tự do lắm mà là tự do có kiểm soát. Vấn đề chính nó nằm ở chỗ là khi viết bài á, cái trách nhiệm của người người làm báo nó không chưa chưa được lớn lắm, chưa được thực sự là to và hoành tráng. Giống như là vừa rồi đây có một cái hội thảo, gần đây em có nhớ là có một hội thảo bên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch với lại Bộ Truyền thông á, Bộ Thông tin á, nó có tổ chức một cái buổi làm báo là trách nhiệm và cái tầm của người làm báo. Có vừa rồi đây, cách đây không lâu thôi, em có nhớ là em nó đăng trên TV luôn. Thì chẳng có cái trách nhiệm nào cả, bởi vì nó gọi là cái gì á, các content á, tức là người làm nội dung của một số cái báo điện tử á, thực tế không có chứng chỉ hành nghề đâu anh chị. Nói chung viết bài này kia chưa chắc đã có chứng chỉ hành nghề đâu. Nên cái câu chuyện viết mà về để câu like, câu view, anh chị cũng cẩn trọng với chuyện đó. Bởi vì cái nghề khác hay là ví dụ như là cái đồn thổi của showbiz á, thì nó chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân người thôi. Nhưng mà các cái vấn đề mà media của bên ngành tài chính á, nó thiệt hại của nhiều người lắm anh chị ạ. Thiệt hại nhiều lắm, có nhiều người tự tử hoặc là bán nhà bán cửa, mà gọi là bán nợ đỡ con cũng vì là cái món này đây anh chị. Bởi vì cái món này nó liên quan đến tiền bạc, nhiều khi là giết người không dao á, chứ không phải chuyện chơi. Nên lắm anh mà hôm nay mà đang nghe mà là dân làm báo á, làm báo nó có trách nhiệm một chút. Thực tế là thế, nên thế, làm báo có trách nhiệm một chút, nói cái gì kiểm chứng cho nó đúng với chúng. Đừng có là sử dụng kênh truyền thông media để mà PR sau đấy giết người không dao. Cái đó là cũng không nên lắm đâu.
Đó là thẳng thắn luôn, thẳng thắn truyền đạt với các anh chị, nếu các anh chị nào làm media, làm truyền thông á, nên xem xét lại cái tâm, gọi là cái tâm, cái tầm của mình, phải vừa có tâm vừa có tầm, chứ còn nói chuyện sàm sàm xa cố em không đồng ý. À, đó là nói lang thang tí, lang thang một tí một chút. Quay lại vấn đề thị trường thì chả có gì phải lo lắng cả anh chị, bởi vì đơn giản đó là thị trường nó thường như thế, nó không thể đi ngay được, nó muốn qua một cái đỉnh nào đó gọi là đỉnh 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 trung hạn á, thì nó phải đi lên, sau đấy nó quay lại nó kiểm đếm xem đó có phải điểm hỗ trợ không. Thì hôm nay anh chị quan sát dùm em, lời quan sát thật kỹ xem thị trường là nó về hỗ trợ lại 720, 719 nó như nào thì nó sẽ đúng hơn. Nó đúng hơn. Vui lòng đừng hỏi em từng cổ phiếu một, có gì inbox chưa hỏi trên này em thua. Em không giống như người ta trực tiếp nói câu chuyện là cổ phiếu này như nào, cổ phiếu kia thế kia đâu, anh chị cũng thông cảm một chút. Bởi vì phương châm của em đó là vẫn là xây dựng cái chiến lược là làm thế nào để mọi người cùng hiểu, cùng thông cảm, cùng cảm thông về cái câu chuyện nghề. Quan trọng đúng sai không quan trọng lắm đâu anh chị, quan trọng là hiểu và chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Sau này đừng có đổ lỗi cho cái trách nhiệm là thị trường khốn nạn hay là thị trường này kia, không phải. Tại do chúng ta không hiểu, chưa hiểu hết rõ vấn đề và chưa được cập nhật những cái thông tin đúng của chúng thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu thì chúng ta tự ra quyết định cho mình, tự làm nên những cái quyết định đó. Đó là cái thứ mà mong muốn là cái nhóm tự doanh bọn tôi muốn làm, bọn em muốn làm để anh chị hiểu và nắm. Được không anh chị? Nếu được thì ủng hộ nhiệt tình. Câu chuyện này thì thực ra có nhiều người không ưng lắm đâu, bởi vì ảnh hưởng đến lợi ích một số người người ta không ưng, nhưng mà kệ, ai ưng ưng không ưng thôi, không quan trọng lắm. Không quan trọng lắm chuyện đó. Thị trường á, thì nếu không nhầm á, thì khoảng tầm 1.45 như đấy thị trường sẽ tăng lại anh chị. Và nếu không, nếu như dự báo mà kêu cảm nhận khách quan á, thì sẽ tăng 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 bứt hẳn ra khỏi vùng 720 anh chị. 720 á, cách tăng thì dễ lắm. Nếu mà là dân mà đang 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 đứng đây là gọi là trụ của thị trường á, thì có gì đâu. Với Sabico mà giảm từ 225 về 200 thì anh chị mua một cái ok, thế là thị trường nó tăng ngay. Nó tăng ngay. Đó là nó tăng nhanh và mau lẹ liền, còn ngành ngân hàng vẫn trụ vững, Vinamilk vẫn trụ vững thì chả có gì hết. Mà trực tiếp cái này á, thực ra nhiều người sẽ đặt câu hỏi là thằng này nó rảnh quá nó ngồi trực tiếp, không phải đâu. Em nói thật với anh chị là chia sẻ luôn, em trực tiếp là em đang đi kiếm khách hàng đấy anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người biết tới em. Em ngồi em nói thế này, nếu bình thường đi cà phê em chỉ nói được với một người thôi, nhưng mà em nói nãy giờ á là có cả hàng trung bình là có khoảng tầm 3.000 người xem. Thì trừ đi những người xem đi xem lại thì khoảng tầm 1.000 người xem. Thì một ngày em nói chuyện thế này được 1.000 người, em đi cà phê biết bao lâu mới được 1.000 người, đúng không anh chị? Đấy, thế là em cũng đang sell khách kinh khủng luôn, chứ thằng này nó cũng là tận dụng cái tình hình kia internet nó sell khách mà lại không phải đi đâu, ngồi trong văn phòng mát mẻ lại như thế này sướng quá còn gì, đúng không? Mà lại vừa uống nước, uống cà phê, nói chuyện với anh chị chân tình, chia sẻ những cái thứ mà anh chị bản thân thắng cần các anh chị cần thắng. Thắng làm cái trò này là câu like, chuyên gia câu like. Anh chị like, chia sẻ lên các new room, các nhóm, các diễn đàn. 5 phút câu like bắt đầu ạ. 1 phút dành cho quảng cáo anh chị. Được không ạ? Câu đi ạ. Anh chị like, share, chia sẻ mạnh vào. Bên này là 1 phút dành cho quảng cáo. Em xin 1 phút làm được quảng cáo. Anh chị tìm kênh tự doanh chứng khoán. Thì lên mạng bây giờ bọn em, cái keyword của bọn em á, nó là lên đến mức là anh chị tìm từ trực tiếp chứng khoán thì trên Google đã hiện ra rồi. Anh chị gõ từ trực tiếp chứng khoán thì sẽ tìm thấy kênh của nhóm tự doanh. Nó chỉ nằm sau các cái bảng điện của các công ty chứng khoán lớn thôi các anh chị. Hiện tại bây giờ nó chỉ nằm sau các bảng điện của công ty chứng khoán lớn thôi. Anh chị lên Google gõ từ trực tiếp chứng khoán sẽ ra được cái kênh của nhóm tự doanh chứng khoán đăng lại trên YouTube. Và nó chỉ nằm sau các bảng điện công ty chứng khoán thôi. Bây giờ nó khá là uy tín rồi đó anh chị. Thì một phút quảng cáo kết thúc anh chị ạ. Quay lại với thị trường thì đúng là nó vẫn như là em dự báo thôi. Cân đường hộp sữa thì nó vẫn thế thôi. Bởi vì cái gì nó là bản chất thì nó vẫn là sẽ là bản chất. Em không nói cái thứ gì đó nó gọi là PR đâu anh chị. Bởi vì cái vận hành của thị trường nó vẫn theo cái quan điểm của em, nó là nó thuần tự nhiên thôi anh chị. Nó lên xuống rất tự nhiên luôn. Mọi chuyện nó tự nhiên luôn, nó lên cũng tự nhiên, nó xuống cũng tự nhiên. Và nó đến một điểm nào đó thì nó sẽ dừng, nó ngừng, nó nghỉ, nó chờ kết quả kinh doanh. Tiếp tục nó đi lên, ngoại trừ. Sẽ có những người chửi em bảo thằng này nói tầm bậy, có nhiều con nó lên thẳng kìa. Không phải, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Nó giống như là thánh gióng này, nó giống như là siêu sao này, rồi nó giống như là những cái trường hợp mà Dogemon á.
nó có vũ khí đặc biệt nên là nó sử dụng được. Cái chuyện này em không biết, không biết, khó lắm anh chị, cái này khó không thể nói được đâu. Đó là chuyện thứ ba. Chuyện thứ tư nữa là thưa với các anh chị là anh chị sẽ đặt ra những câu hỏi là đánh cái gì, đấm cái gì. À, hôm qua có một cái video, à có một cái bạn nào đó, cái anh nào đó có bình luận về cái câu chuyện là những cái thứ mà em đang làm á, nó mang tính chất gọi là nông dân quá, nông dân học quá. Cỡ như mày mà quản lý một cái quỹ, một cái fund á, thì trình độ đâu? Thì thưa với anh chị là thực tế em cũng dân amateur đi lên nên làm gì có trình độ làm sao quản lý quỹ được. Đó, thứ nhất, khẳng định. Cũng chia sẻ thôi, chia sẻ cái nghề. Thứ hai nữa là bọn em làm không phải vì vấn đề quản lý, bởi vì thực ra cái nhu cầu về vấn đề quản lý và vấn đề lương bổng hay là vấn đề mà dịch chuyển công việc bây giờ thực ra với bọn em không có nhu cầu đó. Nhu cầu đó là mang tính chất cộng đồng một chút, mang tính chất chia sẻ một chút, mang tính chất gọi là dùng để sell khách, kiếm thêm khách hàng một chút. Nên là bọn em cũng không có nhu cầu với chuyện là dịch chuyển công việc, yêu nghề, yêu đảng, yêu nhà nước và yêu doanh nghiệp rồi. Nên các anh chị có bảo là không đủ khả năng để quản lý fund hay là này kia, làm sao mà đủ được fund, các anh chị đề ra đến cả hàng tỷ các cái lý do, hàng triệu các cái quy trình thì bọn em làm sao được. Bọn em chỉ là những dân mà nó hơi chợ búa một chút, nên là cũng vui lòng là anh chị cũng đừng có giận, bởi vì nhiều cái em nói chuyện nó hơi. À, em vừa có một cái cuộc điện thoại ấy, nên là nó delay lại các anh chị á. Thế mà mới thế mà tình yêu của chúng ta đã chia nhau ra là đang từ 120, 130 người xem tự nhiên còn có 70 người. Các bác em mới bận tí mà các bác đã thoát em thế, yêu đương thế thì còn đâu vui nữa. Like giùm em cái anh chị ha. Đấy, em nói cũng đúng thôi, không sai đâu, thị trường nó là bản chất rồi. Nó test lại 720 cái là bắt đầu là nó phi à. Cuối ngày này nó phi mấy ác này anh chị này. Em nghĩ là thế. Alo, xin lỗi ạ, em đang bận, cái cuộc điện thoại nó tới nên là đang trực tiếp trên điện thoại nên là nó dừng lại á. Thì chắc là cũng kết thúc cái trực tiếp vào lúc 1:45 để chúng ta quay lại chiến đấu với thị trường á, được không anh chị? Chắc khả năng 1:45 là bắt đầu thị trường tăng mạnh anh chị, tăng lại đấy, tăng lại và tăng khá là mạnh đấy ạ. Lực cầu đến mạnh với Novaland này anh chị, Vietjet này, Novaland này, Cotecom này.